cùng mình thu hoạch hoa lavender làm nước cất nhé. Như bạn biết đấy, hoa lavender thì nó có tính kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt, nên đối với các bạn da dầu hay da có mụn ấy, thì dùng nước cất lavender thực sự là hỗ trợ cho cái da của mình cải thiện. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ cho bạn xem rõ cái bông hoa của mình nha. Đó. Và bây giờ thì cùng mình thu hoạch lavender nhé. Đây là một mình đang trồng sen với các loại khác để hy vọng là cái phần tinh dầu của lavender nó có thể xua đuổi bớt phần côn trùng. Ok, mình sẽ tiếp tục với tất cả những cây còn lại ha.